sau 5 năm từ Thái Lan trở về Việt Nam và tịnh dưỡng tại chùa Từ Hiếu, thành phố Huế, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch lúc 0 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2022, ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu, trụ thế 95 năm. Thiền sư Thích Nhất Hạnh năm nay 95 tuổi, xuất gia tu học tại chùa Từ Hiếu, người thành lập đạo tràng Mai Thôn tại Pháp và nhiều trung tâm tu học khác tại Mỹ, Đức, Hồng Kông, Thái Lan. Sau hơn 40 năm kể từ khi rời Việt Nam, thiền sư trở về quê nhà Hoằng Pháp lần đầu tiên vào năm 2005 và sau đó là vào năm 2007-2008. Trước đó, tháng 11 năm 2014, thiền sư Thích Nhất Hạnh gặp một biến cố về sức khỏe được chẩn đoán là tai biến mạch máu não. Sau đó, thiền sư đã được đưa sang Mỹ điều trị, phục hồi sức khỏe. Năm 2017, thiền sư Thích Nhất Hạnh từ Thái Lan về Việt Nam, trở về tổ đình Từ Hiếu tịnh dưỡng và lưu trú cho đến nay. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là người nổi tiếng thế giới, được tôn vinh bằng nhiều giải thưởng cao quý, tác giả của nhiều tác phẩm Phật học ứng dụng, văn hóa, văn học được dịch sang nhiều ngôn ngữ và được xếp vào nhóm sách bán chạy nhất tại nhiều quốc gia. Năm 2017, ngay thời điểm vừa trở về Việt Nam, thiền sư đã viết thư gửi huynh đệ môn phái và chư tôn đức Phật giáo Huế, bày tỏ những nguyện vọng cuối đời. Sứ mệnh hoằng pháp độ sinh cho cả Đông Tây đã phần nào được thành tựu. Ông tròn giờ đây đang khép lại, tôi thấy rằng đã đến lúc tôi cần trở về tổ đình để chung sống cùng chư đệ trong những năm tháng này. Ao ước được trở về nơi đất tổ và xây dựng nền nếp tu học tại tổ đình là thao thức thâm sâu nhất của tôi trong những năm qua. Do đó, tôi đã quyết định trở về Việt Nam để được sống nơi đất tổ, có mặt cùng chư huynh đệ và con cháu của tổ đình cho đến ngày tôi chuyển bỏ hóa thân này. Thiền sư thể hiện ý nguyện cuối đời trong bức thư gửi đệ tử và chư Phật. Được biết, lễ tang của thiền sư sẽ được tổ chức trong 5 ngày tại tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Tây Huế.